Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm dưa món không có phơi nắng nhưng mà nó vẫn giòn ngon. Thì ở đây mình có là tất cả là 1,5 kg rau củ đó. Thì trong đó có là 3 củ cải trắng, 2 củ cà rốt nè. Rồi thêm 2 củ su hào. Và mình dùng thêm một ít củ kiệu nữa nha. Một trái dưa leo và 2 trái ớt nữa. Đã xong rồi, thì bây giờ mình đi gọt tất cả các loại rau củ này ra. Dưa leo thì mình cắt đôi rồi mình nạo bỏ cái ruột ra nè, để mình làm dưa nó không có bị mềm á. Củ cải trắng thì mình để nguyên vỏ, mình chỉ gọt vỏ những cái phần vỏ đen thôi, rồi mình cắt ra. Ở đây mình dùng cái dao gọt sống mình cắt cho nó đẹp hơn nè. Các bạn có thể tỉa hoa hoặc là cắt cái hình dạng nào mình thích ha. Dưa leo thì mình cắt miếng cỡ này ha. Cà gót thì một ít mình cắt sợi, còn một ít mình tỉa hoa. Rau củ cắt xong thì mình ướp muối nha. Ở đây là 1,5 kg rau củ. Thì mình dùng là 60g muối hạt. Khoảng 3 muỗng canh như vậy nè. Rồi xong thì mình cho một ít nước vào nữa. Các bạn cho vào khoảng một chén nước á. Để mình ướp muối cho nó nhanh ngấm hơn. Mình trộn lên. Xong thì mình sẽ để ướp muối khoảng 3 tiếng ha. Trong thời gian ướp muối thì lâu lâu á, mình lại mình đảo lên một lần để cho nó nhanh ngấm hơn á. Giờ mình sẽ nấu cái nước muối dưa món. Đây là một chén nước mắm lươn, là 200ml nước mắm á. Rồi nước lọc, mình cũng dùng một chén lươn luôn, cũng 200ml luôn ha. Rồi đường, đường thì mình dùng 400g. Mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê muối hạt. Có thêm xíu muối vào thì cái món dưa món của mình á, để nó lâu hơn hơn ha. Nước mắm đường mình nấu khoảng 10 phút á, cho nó sôi già lên thì mình tắt bếp. Mình để cho nó nguội hoàn toàn luôn nha. Đây, rau củ mình ướp muối được gần 3 tiếng rồi. Thì lúc này mình bóp thử á, những cái miếng rau củ á, nó cong lại mà nó không có bị gãy nữa đó, là được ha. Bây giờ mình sẽ xả lại khoảng 2 đến 3 nước. Rồi sau đó mình vắt gáo. Rửa đến cái nước thứ ba đó thì mình vắt gáo như vậy luôn nè. Đã xong hết thì mình đi múi dưa. Giờ thì mình sẽ cho rau củ vào cái nồi nước mắm đường này để mình ngâm. Các bạn lưu ý là cái nồi nước mắm đường này nó đã nguội hoàn toàn rồi nha.
cho thêm ớt cho nó cay cay nó ngon hơn. Mình trộn đều lên. Trộn đều xong thì mình để mình ngâm trong nồi như vậy luôn nè. Thì lâu lâu có thời gian rảnh á thì mình lại mình đảo lên một lần để cho cái rau củ nó ngấm đều hơn. Giờ mình sẽ đậy lại, mình để qua một đêm ha. Sau một đêm nè các bạn, nè nó xèo xuống hơn so với lúc ban đầu đó. Để các bạn nhìn những cái miếng rau củ á, nó hơi teo tóp lại nè ha. Giờ mình làm không có phơi nắng, cho nên cái phần rau củ mình ngâm một đêm như vậy nè, thì mình phải nấu lại cái nước dưa để cho dưa món của mình á nó vừa giòn ngon vừa để được lâu hơn ha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái keo là 1,5 lít. Keo này mình đã rửa sạch rồi ha, mình rửa với nước sôi mình để gáo rồi đó. Mình vớt cái phần rau củ qua keo, còn cái nước dưa còn lại trong nồi á thì mình sẽ đi nấu lại. Vớt rau củ ra thì mình sẽ bật bếp lên, mình nấu cái nước mắm đường này lại lần hai ha. Cái nước mắm đường mình nấu lại lần hai thì mình cũng nấu cho nó sôi thật kỹ luôn. Nấu xong thì mình tắt bếp, mình cũng để cho nó thật là nguội luôn nha. Nước mắm đường nó nguội thì mình cho ngược lại vào keo để mình muối tiếp, cho nó ngập cái phần rau củ luôn ha. Xong thì mình đậy nắp lại mình muối tiếp. Dưa này mình để thêm 2 đến 3 ngày nữa là ăn được rồi. Mình cho vào keo mình muối thêm được 2 ngày nè. Đó, lúc này dưa món của mình ăn được rồi. Nhưng mà ăn được thôi chứ nó chưa ngon lắm đâu. Mình để càng lâu thì nó càng ngon. Mình làm bây giờ mình ăn tới Tết là vừa đó. Dưa món của mình đây nè các bạn, nhìn nó ngon chưa nè. Giờ mình sẽ ăn thử ha, mời các bạn. Dưa mặn mặn ngọt ngọt, cắn vào nó giòn ngụm luôn. Mình ăn thêm miếng bánh tét nè các bạn, ngon lắm luôn á. Món dưa này thì làm khá là dễ, các bạn làm xong á mình để bên ngoài thì mình ăn đây tới Tết là vừa ha. Còn các bạn cắt vào tủ lạnh thì mình để ăn được lâu hơn. Dưa này thì làm khá là dễ, mình làm xong á mình để dành ăn cùng với bánh tét, bánh chưng ngay dịp Tết nè. Hoặc là các bạn ăn với cơm, với cháo trắng cũng rất là ngon ha. Đến đây thì cái món dưa món của mình đã làm xong. Mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn, mình chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.